Kỳ Á. Ở chỗ nào, chỗ nào? Thôi 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 thôi. Rồi 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 rồi. Rồi. Ui ông bỏ đi. Được rồi. Tôi biết xong tôi cổ. Ui giời, nó vẫn đấy đấy ông ơi. Tôi cổ. Toàn cây là cây. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào cả nhà nhá. Thì ở đây là một số những cái tác phẩm Mai Vàng Yên Tử thì hiện tại mấy anh em mình đang làm. Đấy. Đấy, như cây này thì là trước mắt thì nó sẽ vào một cái form dáng của văn nhân mọi người nhé. Đấy, thì hiện tại giờ đang có vài lụ hoa rồi, nhưng vì cây này nó vẫn còn hơi nhỏ thì chắc là mình đợt tới này mình sẽ cho ra đất để trồng cho nó lớn nhanh hơn nữa mọi người ạ. Thế muốn trồng ra đất thì bây giờ mình sẽ phải đào nó ra, đào lấy cái bầu mọi người ạ, đào đùm bầu lại xong rồi là chôn xuống đất. Muốn trồng ra đất thì cho nó phát triển nhanh hơn thì hàng này thì sau này mình sẽ lên chậu và chơi hàng để bàn, chơi trong nhà thôi. Nhưng mà chú ơi, giờ thấy mưa xem bầu nó có chắc không? Đúng rồi, đây là toàn sau khi mình sẽ bó bầu nó vào để cho đất và sau này cho lên nó sẽ dễ hơn mọi người nhé. Về cơ bản thì anh em mình cũng vào dây cho nó tạm ổn rồi. Còn sau này thì khi thời gian trồng đất ấy, anh em mình sẽ tiếp tục là chỉnh sửa tiếp cho cái tạo cho nó cái dáng thế cho nó hoàn thiện hơn. Chú xem sao Tết để cháu đôi ba cây nhá. Cháu mang về chơi Tết. Đấy, mọi người thì sau khi bó bầu như này mình sẽ tiếp tục mình trồng xuống đất. Để trồng xuống đất thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đấy, cho nó nhanh hơn thì những cây nào mà nó có thể là chơi được rồi thì mình vẫn để lại ở trên chậu. Đấy. Còn cây nào mà mình muốn chăm cho to hơn thì mình sẽ cho xuống đất mọi người nhé. Ví dụ như cái trường hợp cái cây này thì mình sẽ gọi đang đưa nó về cái dáng tức là văn nhân. Như cái này thì hiện tại là nó đang có vài lũ hoa rồi. Khi mình trồng thẳng đứng lên nó sẽ như này. Đấy. Để cây nó có tàn bay và nó vẫn có cái ngọn lên. Nó vẫn có cái ngọn lên. Thì anh em mình sẽ đẩy nó vào một cái tác phẩm mang tên là dáng văn nhân. Đấy. Thì sẽ phải cho nó xuống đất. Đấy. Và nếu như mọi người mà nó mềm chú. Không, cái hàng xịn của tao nó khác. Đúng không? Người mà kể cả ví dụ những cái cây như này mà mọi người có nhu cầu muốn mua thì anh em mình cũng sẽ vẫn bán mọi người nhé. Đấy, còn đâu ví dụ như cây này thì mình sẽ không phải cho đất nữa này, vì cây này là sang năm là ăn tiền luôn. Đấy. Quá đẹp dáng này, quá ok rồi mọi người. Mọi người như cây này là sang năm là ăn tiền luôn này. Đấy. Ví dụ mọi người thì nếu như mọi người muốn mua cái cây này. Ai gọi? Anh Sướng á. Anh đây. Ơi. Kỳ Á. Vâng. Ở chỗ nào? Thôi. Rồi, ok. Ô, nhanh. Ờ. Chú ơi, ô thế kỳ đà. Mọi người, mình đang làm cây, tức là em Sướng đã đang uốn cây xong cho mình thì em Sướng đi về. Và mình lại bó bầu để mai trồng đất thì là Sướng gọi điện là phát hiện cái con kỳ đà. Đó, ok chú ơi. Ô thế ngon nhỉ. Nhưng mà sợ nó chạy rồi ấy. Không, nó thì nó phải như nào Sướng nó mới gọi nhỉ. À. Sợ nó chạy đi. Đấy thì thôi. Đấy mọi người nhá. Mọi người hãy cùng nghe mình và Phú Song ra xem là Sướng gọi điện cho mình phát hiện thấy một con kỳ đà rồi. Đấy. Chắc là nó
đi về và Sướng có gặp ngang dọc đường mọi người nhé. Anh Sướng cả ngày hôm nay là uốn cây cho chú Tài mọi người ạ. Sướng thì dạo này đang đảm nhận cái công việc là uốn cây, chăm sóc cây để bán Tết mọi người nhé. Đấy, nên là bây giờ anh em mình đi ra chỗ Sướng nhé. Mặc cái gì là đi luôn cái đó thôi à, nhưng mà trừ khi khỏa thân thì không đi được. Khỏa thân thì vẫn là mặc quần áo à. Nhiều lúc đang tắm có người gọi mọi người ạ. Lúc mà mình đang tắm mà người dân gọi bắt rắn ấy, thì có Tường Vi nghe điện và lên gọi mình là có người gọi bắt rắn, nên là nhiều lúc là gọi đúng là khỏa thân là phải mặc quần áo là ở chỗ đấy cả nhà nhá. Sướng đi làm uốn cây thì sáng đi và tối về. Hôm nào mà không có việc trong nhà thì tối sẽ ở lại với gia đình. Còn nếu hôm nào có việc thì em sẽ về trong nhà. Sướng gọi là một cái tay chơi gọi là uốn cây, gọi là một tài nhân gì chú nhỉ? Sao gọi là nghệ nhân à? Nghệ nhân đúng rồi mọi người ạ, uốn cây cũng là gọi là một nghệ nhân đấy mọi người ạ. Nghệ thuật luôn, anh Sướng uốn cũng khá là đẹp luôn. Khi làm về nghệ thuật thì mình sẽ gọi nó là một nghệ nhân. Vâng. À, biết chỗ nào nhỉ? Nhà hoang ở đây này. Ôi, có cái gương cầu lồi ở đây mà. À, cầu lồi trên này ấy hả? Mãi trên kia mọi người. Ui dồi, phủ ngập, tối qua mưa to. Mưa to ngập thế, bọn cái đá ra đúng rồi. Ui dồi, ngập đến lút bánh xe, nửa bánh xe luôn mọi người ạ. Ui chú phóng kinh thế. Đi nhanh ra, ui dép còn lộn lên này mọi người này. Ui. Biết chỗ nào nhỉ? Đâu rồi em ơi? Ô, trên kia. Đâu, đây sao? Anh Sướng ơi. Ô, nào đây? Trên này. Đây, trước này chú ơi. Đâu rồi anh ơi? Đâu? Lên chú Sướng nào. Nó chạy đâu rồi em? Đây ạ. Đâu, anh thấy nó chạy hướng nào? Nó chạy từ đằng bên kia chạy lại này. Bên kia chạy sang bên này đấy á. Đây anh cầm anh. Anh vừa đi đường từ đằng kia lại, nhưng mà bên này có mấy cái con đá có cái lỗ. Ồ. Đây này kia kìa, kia có cái hốc đá kìa anh ơi. Anh tìm đây. Anh thấy con kỳ đà này to không? To lắm. Có thể bằng cái bắp chân anh này. Bắp chân á? Ừ. Thế mà anh bảo to. Chẳng to. Ồ, anh ơi. Dài. Anh. Dạ. Đâu? Đâu chú ơi. Đâu rồi? Chạy nó xuống đây rồi. Ôi. Ôi. Nó vừa ăn xuống góc này kìa. Nó xuống mẹ nước rồi. Nhìn hiểu rồi. Nhỏ lao cái này, có mà nó lặn đây. Cái giống này nó lặn kinh lắm. Ồ, cái giống này nó lặn thì khỏi phải nói luôn nhỉ. Nó vừa xuống cái góc kia rồi. Nó vừa xuống đây đấy. Thế khả năng là em chụp cái kia là nó chạy từ dao xuống xuống nằm lỗ em cây. Nó vừa xuống đây rồi. Ôi, mẹ đây tận để anh xuống rồi. Anh Trương, tôi cầm lấy cho em. Ui, dạ sâu phết đấy. Sâu anh. Ui, ngập đầu em ạ. Sâu lắm. Cẩn thận đi. Cẩn thận nha chú nhá. Lấy chân giờ đó. Vâng. Ui, sâu phết. Đấy, cẩn thận nó đớp ấy. Ôi, chú ơi. Thấy không? Ôi. Ui, đi lên đi em ơi. Lên đi, lên đi. Hả? Kìa. Đâu? Cháu vừa dẫm phải nó rồi. Kìa. Dẫm thì phải từ từ. Ui, ôi. Gào lên như thế. Dẫm ở đuôi là đâu?
giẫm người nó ấy. Người đó. Sao cái lần cái đuôi của nó cơ? Phải lần cái đuôi của nó. Lần thấy giẫm một phát nó phóng luôn ấy. Ôi cái con lão vứt đấy luôn. Để ý ạ, không vào nó. Nó đi lại lên bờ là thấy. Ui, cái đây là đéo gì đấy? Thấy là chú? Không có thấy đéo đâu. Bọn này lặn lâu lắm, mẹ kỳ đá lặn hàng tiếng. Kỳ đá này nó lặn lâu lắm. Ui, cái khả năng là cái lúc đấy nó chạy sang đường phát là em chạy lên trên này đó nó xuống nằm ịp ở chỗ. Anh nhìn thấy nó tụt xuống đây xong thì nó tụt nhẹ bỡng luôn. Thế là nó nằm ịp cái chỗ bụi kia rồi. Nó ai bảo ngay đây là anh nói đường xuống kia kìa. Thảo nào em cứ lần trên mấy cái hốc đá kia. Mày lấy tìm thuồng đi. Đấy cháu nó tìm đấy. Lấy thuồng chọc em ơi. Chọc chúng người là nó ấy. Đéo đâu nhỉ. Nếu mà để nó lặn nha, nó lặn bằng tiếng. Nhưng nếu mà mình cứ sụp này tí ra lên. Vâng. Ui mẹ chọc vào cái đéo mà mềm. Này để nó mềm lặn mà. Thì cái độ lặn của nó thì kinh lắm. Thôi à, chú thấy à. Bởi vì cái giống này nó ở được dưới nước mà. Vâng. Đây, đây. Thấy mày. Ui. Đưa kìa kìa kìa. Phót. Nùi cả tắp ngay hả. Ui. Ô. Đâu. Tao vừa chọc qua ngay chỗ mày ấy. Thì cháu bảo chùi tắm đây luôn đây thấy. Ai à, thế chọc cái nó quẩy sang bên này luôn. Nó quặn đấy. Đấy, nó quặn đấy. Thuống ấy, thuống đi. Âu à. Bà cháu à. Bà cháu bắt con kỳ đà. À, kỳ đà này. Vâng. Thế anh nhìn thấy nó xuống đây rồi ấy gì? Vâng. Vâng, nó lao từ đường bên kia sang bên này. Mày lấy cái thuống đi. Cháu đang tìm đấy. Nó lặn đầu lắm. Cái giống này nó lặn thì mẹ nó khó lên lắm. Vâng. Bọn này nặng nâu. Không nhưng mà to. Bọn đấy cũng phải rơi tầm 4 cân 4 cân rưỡi không ạ? Ừ. Hùng cứ đá vào nó là sờ đuôi. Nhưng là cẩn thận là... nhá, không là nó cắn là đến mẹ ơi. Nó cắn đấy. Vừa tay đâu? Hùa phải nói hay sao ấy? Cái thuồng mày đâu? Cháu đang tìm ấy. Này, lao cả thuồng xuống này. Nó cắn thì đừng có nói nó bỏ, có chặt đâu. Vâng. Giống này nó cắn nó không nhả đâu. Ông đâu về ông? Ta vừa đi giẫm mấy cái nờ mà tìm nếu được nước to quá. À hôm qua ông đi giẫm cua. Ừ. Cần mẹ ôi xì, tao con cú đang còn lần dưới kia kệ mẹ. ông giẫm cua. Ừ. Có lẽ đập hai cái nờ tàu. Vâng. Thấy đâu nhỉ? Mẹ nó đi nó mất mẹ nó mất nó trôi hết rồi. Mưa. Mấy mưa nước lũ to. Đêm qua sáng cái cháu xuống cái kia. Nào mà giẫm là gì gì là chẽ gì dòng chảy. Vâng. Nó trôi hết. Chờ hôm nay nước rất cạn, ông xuống từ lần từ cửa cống lần lên. À, thế là tối hôm qua ông giẫm, đêm qua mưa. Mưa không vớt được. Hôm nay bắt đầu lại đi lần mà đều lần mãi mới được. Ui, nó trôi cái rồi. Cái còn đâu rồi mẹ linh trình lắm. Này nó lặn lâu thế nhỉ? Lặn lâu, bọn ấy lặn hàng tiếng. Kỳ đá lặn lâu. Vâng. Đi dầm cơ. Hôm nay sáng này đã thấy Quảng Yên được con trôi Ấn Độ 4 cân rưỡi. Ui cái gì quấy à? Chân. Ui à. Chân nó dẫm đất. Chân dẫm bùn sao hả? Không. Mày thấy chân không? Chưa? Tao đây rồi. Mày cứ chọc cái gì gì anh. Chọc cái gì xem nó ấy. Mẹ to chạy sáng kia sang. Địt mẹ anh em mới tìm không thấy, tao phải nằm mắc man để tao ngủ tao dình con này. Tất. Vâng. Mà không nữa tao phải tao phát mẹ ơi bơ tôi tất cả nhưng mà chui đâu. Khả năng phải vác bơm này. Thấy không? Cái giống này nó nằm nó ép nó giúp kinh nào. Nó giúp bùn. Ừ nó giúp mà nó ngày bùn. Ngày xưa tớ bắt ở ngoài sông nhá, tớ nói thật này. Nặng đâu. 4 thằng anh em tớ mà bùn nó chỉ tầm này thôi. Vâng. Mà địt mẹ lần phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Thế vì sao nó nằm nó cầy luôn. Cầy bùn nữa. Phải không? Phải. Chọc đi. Làm sao phải nuôi được nó lên bờ mới bắt được, kiểu dưới nước không bắt được. Thì phải lùa được lên bờ. Không, nếu mà chọc thấy nó nằm thì là túm được đuôi là được. Túm được đuôi thì may ra thì có. Trước chưa ông bắt con kia to không? Bắt con đấy là 5 cân 7. Ây da, chứ to hơn con này. Con này cháu đoán rơi tầm... 5 cân 7 người nó đây hay sao ấy? Cháu đoán tầm rơi tầm 4 cân rưỡi. Lấy chân sờ nhẹ nhẹ thôi. Trời sâu vãi. Đây này. Chân cháu vân dẫm đây này. Từ từ. Mẹ chân mày dẫm nhưng mà từ từ. Đấy, lấy chân dò nhá. Dò lân nhẹ nhẹ không? Lấy chân dò phải... Cái giống này mà nó
nó đến bắt đầu chặn nó giật mình, nó ngoái cổ lại, nó đớp như cá sấu ấy. Vâng. Ui, mùi, vãi. Thấy không anh ơi? Nó đớp mẹ, nó đớp đi. Ui, nó đớp cá sấu ấy. Chưa kìa. Quẩy. Đúng rồi. Nó vòng người lên, nó quay lại mà. Đúng rồi, nó đớp như cá sấu luôn mà. Nếu con 4 cân thì chắc cái mồm nó phải bằng bàn tay này. Phải, lừa tấm đầu nó thôi chú ạ. Không lừa được, dưới nước cái này không khó lừa. Cứ lừa, nếu mà cứ chạm vào người nó ấy, phải xác định được cái đuôi nó là nào. Đúng rồi, phải lựa cơ. Dưới nước thì ai mà biết đâu được. Dưới nước được. Nó cây bùn thì mình phải làm sao, mình phải sờ, nhưng mà sờ vào người nó cái nó quay lại nó đớp đâu mà. Không, cứ sờ vào cái... Lên lên nửa lưng mà lên lên ngược cái đầu thì còn được. Này không lừa được lên bờ đâu. Mẹ nó lặn này có mà hàng tiếng. Loại này nó lặn đầu á. Trước ta bắt mấy con ở dưới Phương Nam kia nó cũng lặn hàng tiếng hồ. Này, để... Nhưng mà nó là tiếng nhưng mà nó là lông nước, còn nó bùn cơ. Đâu, nó chui xuống cái đáy của cái bọn ao tôm ấy. Ừ, à, đáy ao tôm. Cái đáy ao tôm nó có cái đáy tròn ở dưới biết, ao biết, ấy. Biết rồi. Nó làm mẹ dưới đấy. Cái rốn. Này, khả năng là phải đợi nó ngoi lên ấy. Chứ này... Đang sọc đấy. Đợi thì phải cả đêm. Kìa. Trước mặt chú ấy này. Phải không? Mẹ thì kéo nó, cái đấy mình đã đi vào vòng rồi. Thằng này nó đang ở trong nhà nó đi về nó mới kéo đi về, cháu đi về không là mới bắt đầu thấy nó đang kia nó chạy phát sang bên đường. Vì hôm qua ta đã đi một vòng nhá, tối hôm qua đi một vòng, đêm qua xong này đây, sấm chớp đùng đùng vì tao sợ sang bên này. Xong này không có gì vì ta đang xem mấy con hổ chúa ở đây. Đấy, thế là không được. Thế không được, xong cái đầu quay về cái nãy đã đi một vòng ở đây rồi chứ đi tiếp vào trong kia là nó trong kia nữa rồi. Đợi nó nổi thôi. Hổ chúa không? Ừ, con hổ chúa đấy khoảng tầm 6 cân. Ở đâu không? Đây, nó đi qua cái chỗ này, nó vào trong, nó lột ngay dưới cái chỗ cái chân này. Có xác lột không? Có xác lột, nó lấy, nó dài khoảng tầm 6 mét. 6 mét. Cách khoảng 10 phân như thế này là nó có một cái chỉ trắng, đuôi nhọn lắm. Có nó con hổ chúa. Còn nếu đuôi tù là hổ mang kia. Chờ tìm cái khu nhỏ nhỏ này, tìm mãi còn không được. Cái giờ nó chạy. Cái khả năng là... Chưa tao bắt, nó trong vòng nó chỉ khoảng cỡ bằng 2 cái chiếu, 3 cái chiếu đôi thôi. Mà cái nó là bùn, nhưng mà mỗi cái bùn đáng như đây. Vâng. Giờ mẹ nó cứ nguồn chỗ này, nguồn chỗ kia, xong vì sau nó làm sát rồi nó đưa mỗi cái mũi lỗ mũi nền nó nằm im xì. Cái mẹ dẫn mà lưng nó không bỏ sao, đến lúc mẹ cha bắt đầu mới ấy được. Lúc này mà nó lên bờ thì mình vẫn đuổi được, chứ còn nếu mẹ xuống nước nó này. Nó nào lúc ấy xuống đây nó nào mẹ cũng đi rồi. Ừ. Mà giống này nó lao nó không phải ầm đâu. Bắt nó lao nó lao. Ừ, nặn một phát thôi. Bắt được thì gỡ được, nước nó đọng luôn đấy. Mấy trăm mà không bắt được thì thôi, coi như của thiên nhiên. Vâng. Phóng sinh. Thì cũng ấy. Không không? Hay là vác bơm ra anh. Tao mắc địt mẹ màn đi tao trông. Vâng. Ngang nó có được 20 phân. Chiều ngang không? Ừ. Lưng nó đấy. Cũng phải rơi tầm 22 tầm đấy. 20, nó bành ra cái bụng, bành ra mạnh mà. Bụng thì nó bành rồi, nhưng mà quan trọng hai người nó lưng nó phải được tầm 20 đổ ra. Vâng. Hai nữa là ví dụ như là nó phải dài dài. Còn đấy nó cũng tầm thì đấy. Thì nó mới được khoảng cỡ tầm 3-4 cân. Ui ơi. Vâng. Hình như cái đuôi đây anh. Mày mày nặng ra. Nặng cầm đuôi kéo hẳn đâu à. Đây ơi, đây ơi! Cứt tịt mẹ! Tầm chân đâu? Đều ấy, đều ấy! Ôi à! Ôi à! Mẹ nó đớp! Ôi con chó ăn đi! Mẹ nào về! Mẹ tưởng nó lại cầm đuôi mẹ vẩy cái đầu vào chỗ tao đi! Mẹ! Mày cầm đuôi mày vẩy cái đầu vào chỗ tao! Thì nó quay lại, chẳng có biết đâu! Ui à, mất cả dây lên đây! Nó ngoáy đấy! Mất tay đấy! Ui dồi ôi! Đớp kinh lắm! Ừ! Ui dồi cầm xuống cho! Ngay vào cái tay trước của nó! Thì cháu lặn xuống cháu cầm đuôi mà nó cứ quăng đi. Mày cầm đuôi mày phải gọi mẹ thằng chưa bao cao cầm mẹ mới bơm nữa. Nhà mình mới bơm. Ô mất dây rồi. Bơm một phát thì cạn. Mất dây cẩn thận em ơi, đi lên đi. Không nó đớp vào thì thôi. Hôm nay chỉ mất hơn tiếng thôi. Mày cháu cái bơm cho đùng. Mẹ nó cứ luồn quần ngay đây nhỉ. Phát điện là cháu bơm con 2,5 kg thì. Nếu mà có điện thì nhà tớ 2 con 2,2 kg thì mẹ. Thế thì nhanh. Trước cháu truyền bơm mấy hồ to hơn kia mà. Còn bây giờ mà không nữa thì bây giờ chỉ mỗi cái gì nhẹ là tới mắt là nó đơn giản như hay này. Là cầm mẹ lưới vét là vét. Không, vét không được.
Sợ nó lặn bùn ấy. Bắt cái cửa tớ ra là tao đánh nó đi. Mẹ mày là chính xác. Cái nhà cháu mấy bộ ấy. Đấy, đem nó mà đánh. Bộ to bộ bé, bộ đi đánh sông quá mà. Mà sợ nó có lặn lên luôn. Điều này nó không lặn nặng đi. Nó sủi tăm lên là nó không lên, nó sủi tăm thì mình biết thì mình bắt thôi chứ còn đâu gì. Khả năng phải chơi bài khác rồi. Mẹ ăn ma cao cầm kích đi. Vâng. Chỉ có cầm kích thì có kích nhà mình đầy kích đi. Kích chưa có bắt được bắt mà không thì thôi chứ còn đâu cũng hiểu mẹ. Em điện từ Macao bỏ về cầm bộ kích đeo cái bình như đây. Kích kích bộ ấy chứ không phải kích thuyền đâu. Kích thuyền thì dạ. Kích to rồi. Mẹ giờ bắt đầu nó kích thuyền ấy đi đến đâu bê bình như đó. Nặn xong bắt đầu nó nặn, nó rụng bùn nè. Ở đây nó có cái bùn cái lá này nó ấy bùn xấu. Chưa, nó sủi tăm lên rồi. Chỗ nào có bùn thì nó rụng. Nó có ở dưới này nó có tầm khoảng 2 mét. Còn bùn à thế thì khó lắm này là khó đấy có bơm cạn thôi chứ kích chứ không làm gì mà vì kích nước sâu đánh chỗ góc này nó chạy góc kia vì là nó vì không phải chở mấy a máy phát ra cái lớp này nó có vảy chở cái máy phát mấy cái bơm kia của mình ra ấy. Cái bơm đợt mình bơm hồ bên kia vâng em mẹ con bơm 2,5 kg hút một cái ống thả to như góc đùi này mà. Ống ống 100 ống 10 ống 110 bơm thả tõm đâu của cháu bơm mấy đâu không phải thả tõm bơm hay là kích vậy? Cầm mẹ bơm, bảo chở bơm mấy cái máy phát rồi. Cái của tớ thì ở nhà cái máy tõm. Nhưng phải có đoạn đống. Đồng đây của cháu đặt trên này nó xả hút đây. Cũng được, cái hai cái này. Về trên trên đây, cầm cái máy bơm với cái máy phát ở đây. Chở, chở, ở đây nha, chở. Ở cái chỗ nhà hoang mà có cái gương cầu lối ấy. Đường sang cửa ngăn đấy. Đi về đi, về luôn đi nhá, nhanh nhá. Ờ nó chở máy phát mấy bơm đây hút cái máy phát mấy cái bơm máy cầm ra đây. Nửa tiếng cạn thôi. Máy to mà. Nếu mà máy to máy 2,2 nhanh nhá. Nửa tiếng cạn thôi. Đeo mẹ chỉ cần làm sao nó đến đùi là được rồi. Vâng. Cứ đến đùi cho mới đeo mày. Cứ đến đùi là chọc có bắt được mà. Cầm cầm mấy bơm máy phát ra là bơm một lúc rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Trên tay mình đây là miếng cao rắn hổ mang. Một cái sản phẩm đặc biệt của tem sa mát ẩm thực vùng cao. Thì cao rắn hổ mang có công dụng đặc trị các bệnh liên quan đến xương khớp. Ví dụ như các bệnh liên quan đến xương khớp là vôi hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, tổn thương các khớp, vôi hóa các đốt sống lưng, sống cổ, đau nhức vai gáy, tê bì tay chân, phục hồi sức khỏe cho người mới ốm dậy. Cao rắn hổ mang có công dụng về cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới. Đây là cái giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh. Đấy. Đây mọi người nhé, giấy đăng ký kinh doanh. Đây là cái giấy an toàn, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy mọi người. Kết quả báo cáo, kết quả phân tích. Đấy. Mẫu là cao rắn hổ mang. Đấy mọi người nhé. Đấy. Cái này là cái mẫu cái giấy chứng nhận cho cái kiểm định cũng như là cái kết quả của bên an toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng dấu cho mình. Đấy. Trên cao rắn những cái thành phần nào thì nó sẽ có hết ở đây. Đấy, mọi người nhé, nó đủ điều kiện để người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây đây đây, cháu giấm người nói này. Từ từ. Chú ơi, đây để cháu. Thấy không? Mình cháu giấm cái đoạn đuôi. Lặn xuống đi. Đây tao đứng lên lặn xuống cho mọi người. Xem này. Ôi, nó giật. Nó giật á? Nó chả giật. Thế không sao không? Lên rồi. Đuôi này, đuôi đây. Ôi rồi. Mẹ to thế. Chết bà mày. Ôi trời. Mày phát này mày chết rồi. Được rồi. Ui ôi. Thì phải báo thằng kia thu, phải cầm máy phát nữa. Vâng. Thôi, bảo cầm máy phát. Ý giời ơi. Ui ôi. Rồi chơi, ui giời, chơi anh ơi. Cái đàn. Ui giời. Ui. Đấy. Con này qua 6-5 cân rồi. Vâng. Đấy, hít rồi. Thôi. Rồi. Ui giời, ui giời. Túm cổ đi, túm cổ đi. Xong túm hết, xong túm cổ. Ui giời, nó vẫn đấy đấy ông ơi. Túm cổ. Ý giời ơi. Túm cổ, con này có 7 cân. Ui giời. Con này có 7 cân. Mồm. Cái móng nó cao anh này. Cái móng nó cao ấy, túm giữ cho nó.
Ui giời ơi. Con này 7 cân. Sao ăn luôn mọi người ạ. Có bảo là kia không phải chở máy lên nữa. Con này 7 cân vì nó nặng nó ngoan đêm nữa. Nó lặn mệt quá rồi. Không, nó không phải lên. Nó không phải lên. Nó phải lên chứ. Nhưng mà con này có con nó nặng hàng tiếng. Ừ, cháu vừa xuống, cháu vừa giấm mày nó ấy. Xuống tìm cái. Ê, cái ấy của nó phải cái giống này cầm đuôi kéo nhá, nó vượt lại. Dưới nhá. Ủa con này dài nhỉ. Con này dài. Con này thì. Ui giời ơi, một ngang tay đúng 22 phân luôn mọi người ạ. 22 phân. Con này 7 cân có thừa chứ không phải dưới 7 cân. 9 gang. Ôi. Này được đấy. 9 gang mọi người ạ. Con này 9 gang ra được 1m8. Nhìn cái da của nó. Ừ, kìa. Cái da hoang dã này ngon lắm này. Vâng. Đây là cũng được 4-500. Ngon luôn mọi người ạ. Dạ ngon luôn đi. À, gọi cho cái con xoan phương Nam ấy là nói. Chẳng biết rồi. Đấy nhỉ. Ba mấy loại đấy, này thì thôi. Chơi nguyên này về thôi. Bế nó cẩn thận. Bây giờ ôi giời ơi. Nó bắt được nó lên rồi cầm đầu nó đơn giản lắm mà. Vâng. Con này mới cả cái dòng này. Ôi nhưng mà chú cầm thì cháu xuống tìm mùng á, quên tìm giày á. Giày á, giày thôi. Giày mất mẹ thì mai mùa khác đéo. Ui cái đuôi của nó này. Mai mùa khác nhá. Quả đuôi này mà cuột nhỉ. Ừ, mẹ nó cuột chỗ. Được đấy. Thằng này nó xuống à. Nó xào đuôi ấy lên đi. Phải gọi là nét luôn mọi người ạ. Tí nó đớp vào chân. Ui xảy ơi. Cái giống này nó cứ ở mấy cái hố này thôi. Đấy. Đi giống là đi ăn thôi. Đêm mà. Chú ơi lấy xe đi chú. Về thẳng đường đấy luôn, về đường này ngập lắm. Vừa đấm đầu này vừa trong con hổng mang. Vâng. Thôi mọi người, anh em mình đã tóm được em này rồi. Thì anh em mình xin kết thúc video đây mọi người nhá. Người xem video nhớ like đăng ký kênh của anh em mình nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Khả năng tớ lên có cái thằng này lên. Vì là tớ đấm tớ cái thằng thấy xe tính xe máy nổ thì tớ. Vâng, cháu ra đây nó lao từ đằng cái chỗ gốc keo rồi nó lao sang. Vâng. Thế nó thấy cháu nó lao sang phát sang bên đường luôn. Đây vâng. Vâng. Vâng.